Và xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay có rất là nhiều anh chị hỏi em là mua trứng và mua con giống thì cái nào rẻ hơn nha anh chị. Thì trứng hiện tại bây giờ là dưới 500 ngàn một ký nha anh chị, dưới 500 nha. Tại vì không có nói cái giá cụ thể được, khi mà chừng một năm sau anh chị xem clip này cũng hỏi em giá đó nữa, cho nên nó hơi khó, em chỉ nói như vậy thôi nha. Thì nếu mà mua con giống thì hiện tại là 300 đồng một con nha anh chị. Thì 10.000 con nó là 3 triệu nha. Còn một ký trứng dưới 500.000 thì nó cũng 10.000 con luôn. Thì nó rẻ hơn được 2 triệu rưỡi. Rất là rẻ nha. Anh chị mua 1 ký, 2 ký gì em cũng ship cho anh chị được nha, ship tới nhà nha. Anh chị nhận hàng rồi thì cứ gọi em chỉ cho em chỉ cách cho anh chị ấp nha. Cho dù anh chị ấp có thất bại 2-3 lần đi chăng nữa vẫn lời hơn là mua 10.000 con ốc nha anh chị. Thì nếu mà ao này thì 3.000 mét vuông này á mà mua tiền con giống á thì nó sẽ ra 90 triệu nha anh chị. Mà tiền trứng thì mua nó khoảng 10 triệu à. Nó rẻ hơn được có 80 triệu. Anh nha. Rẻ hơn 80 triệu phải không? Rồi đó là câu trả lời nha, cho anh chị nha. Rất là rẻ nha anh chị. Chứ ao này mà bỏ ra 90 triệu tiền con giống rồi nuôi chừng nào mới có lời, chừng nào mới lấy vốn lại được. Rồi, cái này tụi em thả nhiêu ta? Nuôi một tháng trên bể bạc dưới 3 tầng ở dưới mương nè. Cho anh chị coi nè. Là con ốc bé lớn nè. Vẫn ốc mau lớn thì nó tròn thôi nha anh chị. Còn cái vụ đít bằng hay ốc nghệ gì là người ta quảng cáo để bán con giống cho anh chị thôi nha. Chứ nó thật ra thì loại nào nó cũng giống nhau à. Anh chị mua ở đâu cũng vậy, cũng giống nhau à nha anh chị. Đó, nó cũng vậy à. Còn nhỏ nó cũng vàng nè ha. Cũng ngà vàng nè. Đít bằng, đít vàng. Chỉ có con Thái mới bằng thôi anh chị à. Chủ yếu là người ta marketing đó anh chị à. Thì nếu mà hồi khoảng 3-4-5 năm trước á, ốc giống mà 300 đồng con á thì chấp nhận được, tại vì lúc đó trứng nó tới 1 triệu mấy một ký rồi, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 một ký rồi. Bây giờ thì trứng nó tụt xuống dưới 500.000 ký mà bán giá 300 thì mắc lắm nha anh chị, khó ăn lắm nha. Còn con giống thì bên em anh chị mua nhiều thì có 100 đồng một con rồi nha anh chị. Nó ghê ghê rồi nha, rẻ lắm, dẫn ship tới nhà cho anh chị luôn nha. Đó, gặp con này là người ta kêu là con là kêu bằng pha ốc nghệ vô ạ. Vàng nè, vàng khe nè, thấy không, nó vậy thôi. Nè, vàng nữa nè, thấy không. Ốc nghệ nữa nè. Em đây có một kỹ sư trẻ nha anh chị. Kỹ sư này mới có 23 tuổi hả cưng? 22. 22 hả? 22. Ừ, mới có 22 tuổi à. Kỹ sư thủy sản anh chị à. Cá ốc gì cũng nuôi chứ. Trời ơi. Đó, ốc này nha anh chị. Cũng trứng ấp ra thôi. Trứng là trứng bự, trứng đẹp nha anh chị, chứ không phải là trứng tào lao đâu ạ. Thì hiện tại tụi em đây có hai cái nha. Ở đây 3.000 nha. Nào bên đó 3.000 nữa, 6.000 nha. Trên Tây Ninh thì có tụi em có 50.000 nữa nha. Anh chị có nuôi ốc thì cứ lấy trứng đi nha. Cứ lấy trứng nuôi đi cho nó rẻ.
Còn về cách ấp cách nuôi thì không biết thì cứ gọi nha, gọi lúc nào em cũng nghe được hết. Đây nè ha, mình mới vớt được hai con rất là bự nha anh chị, màu màu lớn. Dục bung súng nhóc dân nè. Anh kêu người ta mua trứng ốc này, không có kêu mua con giống con ốc mà có người chém anh rồi cứu anh nha nè. Mày chạy lên kịp không? Chạy lên chắc cứu anh chắc không kịp á. Thôi mà cứ vậy đi, dễ hơn thiệt mà. Nhầm gì? Cầm lại đi, lên. Lên qua ao đây quay cho. Gì thì chứ ở đây đất rộng lắm anh chị ơi. Bên đây mới trồng bông súng được gì nha anh chị. Ở dưới mương mình trồng bông súng vậy chứ ở trên bờ thì mình chuẩn bị con giống hết nha, đang nuôi trên bể bạc hết nha anh chị. Vài bữa nó ra đầy là thả xuống à. Rồi và clip đến đây xin tạm dừng, xin kính chào và hẹn gặp lại. Rồi mình vô coi cái bể ốc con của mình với nha anh chị. Hiện tại mình còn một bể này và mình đang để trứng nó gần xám và thêm mấy chục ký nữa nha anh chị. Hơn 2 tuần nha anh chị. Đó. Đều quá trơn nha anh chị ơi. Đây bên đây nè thì ốc con rất là đẹp nha anh chị, ốc con bự gì bán cho anh chị, để anh chị cho 150 thôi nha, bự như vậy nè chứ không phải là mới nở ra khoảng 7 ngày đâu nha. Đó. Vì lý do bên em để ghẻ lại cho anh chị là bên em rất là nhiều nha anh chị, của nhà sản xuất ra được nha chứ không phải là của mua. Đó, của nhà sản xuất ra được cho nên để giá rẻ cho anh chị thôi. Và được có cái là dịch vụ chăm sóc khách hàng là 24/7 cho anh chị nha. Anh chị gọi em lúc nào cũng được nha, cần cái gì cũng được. Đó. Muốn gọi giờ nào, cần giờ nào gọi em giờ đó em sẽ trả lời. Đều hầm luôn là gì nè anh chị, đều bể luôn á, ốc rất là đều nha. Thì cái bí quyết nuôi trên này thì em sẽ chia sẻ với anh chị một ít nha. Anh chị nuôi bên bà trên dưỡng ốc trên bể bạc này, trên đây là gọi là dưỡng ốc trên bể bạc, là phải đúng cái tiêu chí dưỡng nha, nó khác với cái cách nuôi nha anh chị. Anh chị để bèo tai tượng ít thiệt là ít luôn, để bèo cám cho nhiều và giữ nước sạch, đó mới gọi là dưỡng ốc nha. Đó. Rồi nói vậy nè. Rồi, và clip đến đây xin tạm dừng nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị các bạn trong các clip sau nha.